Đó, nhìn con dế của em chiến chưa? Trời ơi, nhìn chiến chưa hả? Ủa, mình dế không? Ủa, dế không? Con dế mày chiến cỡ nào mà dữ vậy? Mới kiếm được cái hồi mày đá dế ngon lắm nè. Để tao coi, con à báo của tao thắng hay là con dế lửa mày mạnh hơn? Dứt mày! Thả vô đây! Rồi, thả vô nè. Đó. Rồi. Nhanh đi đại. Vô đi con. Thả vô. Đó. Trả nó chưa đó. Đó con. Đá đi. Quên nữa, chị em xin cộng tóc nha chị Thảo. Ủa, chưa vậy? Mình lấy cộng tóc này nè, mình móc vô cái đùi nó. Rồi, mình quay giống vậy nè. Trời ơi, trong mặt tí này mình thả vô mới chịu đá. Mày quay một hồi chắc con dế nó chết luôn á hồn. Rồi, thả vô rồi. Rồi đá đi con, đá đi con. Thảo phụng mày vô. Trời, hai con dế này đá xong chắc chị Hành mực nướng luôn quá. Em ngồi ngoài nắng sắp hành heo quay luôn rồi nè. Chị ngồi trong mát mà có quạt côn nữa, vậy mà còn than. Chị Thảo, cho em mượn cái quạt xíu nha. Không mày. Cho em mượn xíu đi mà. Đưa đây, quạt té mà còn dành gió với chị nữa hả? Đưa đây. Nè, bé 1000 đồng gió. Không mày, sưu tập đủ 24 heo quạt côn là đổi được mà. Bỏ cái tay ra. Ủi, em xin miếng đi. Đưa đây, bỏ ra coi. Trả cho luôn đó. Dành cho chị một hồi. Em còn nực hơn nãy nữa. Mày lo coi con dế của mày thắng hay thua kìa. Mày không? Mày nè, để coi con ai thắng nha. Mày nè, mày nè. Vô đây. Mày vô đây. Mày vô đây. Vô đây. Mày chị kỳ vậy. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Vô đây. Con dế của anh thua luôn mà kệ anh hổng. Làm bỏ cái mấy tiếng đồng hồ đi chung với quan giáo sư bắt nó ngoài ruộng á. Mà nó yếu xìu à. Thua luôn rồi. À Bảo, đúng là dễ chiến của tao. Chiều nay đợi mấy đứa kia đi bắt dế về, thầy dẫn mày qua nhà từng đứa chiến tiếp. Ê, anh đứng đây, đứng đây. Ê, dạ. Ê, con gì hả? Con dế hả anh? Trời đất ơi, thời bây giờ bắt mấy con này ở đâu vậy? Ở ngoài cánh đồng gần nhà em nè anh, mấy đứa đang bắt ở ngoài á. Phải rồi, anh Quang, anh Thanh, anh Ngọc đang bắt ở ngoài á. Ủa trời, sao tới giờ quay phim nó không về đây quay mà nó đi bắt dế gì vậy? Chắc mà anh gần về đó anh, ghé đợi em xíu ở đây. À. Mà hồi nãy có cho nó đá thử chưa? Cho đá rồi anh, 30 giây là con em hạ nóc áo con này lên. Mày đợi đi, chiều nay bắt con khác bự hơn chị đá với mày. Rồi tao đợi luôn, lần này ai thua là chung một lốc sư côn nha. Chơi mày. Mà hồi nãy ra đồng đó bắt nhiều không? Dạ nhiều. Em thấy tụi nó bắt chút xíu là được một con luôn rồi đó. Đúng rồi. Vậy cái clip này mình chuyển sang ra đồng quay vlog bắt dế nha. Yeah. Tiến thẳng ra đồng đi. Rồi. Ôi anh, con gió sao lưng anh vậy? Buông cái vợ cho em nha. Mày buông ra, mày buông cái đi. Mày thích thì tự mua về mặt. Mày đụng vô gì hư cái đó. Xe của tụi nó kìa chứ đâu nữa. Vậy là nó bắt dế gần gần đây đó. Anh Vinh ơi, mình kiếm chỗ nào mát mát rồi dựng lều lên đi. Để rồi trong đó cho khỏe. Dựng chỗ này luôn nè. Chỗ này mát nè, gần xe của tụi nó luôn. Mở lều rồi đi. Rồi dựng lều lên mấy đứa ơi, đứa nào mệt vô đây nghỉ ngơi nha. Dựng lều xong rồi á, anh ở đây giữ đồ luôn đi. Để tụi em đi vô trọng bắt dế cho. Rồi tự mấy đứa bắt dế được không? Dạ được. Chứ đi vô trọng bắt dế mà ở ngoài đây không ai giữ đồ, em lo quá. Rồi vậy đi. Thôi vậy thôi, đi vô trọng bắt luôn đi. Để một mình anh dựng lều được rồi. Dạ. Rồi em đi nha anh. Đó. Kỳ ta. Heo. Heo. Heo kìa đây ơi. Tao heo kìa. Heo đâu mày? Giữa đồng mà thả heo chi chạy. Bé heo kìa. Ủa, nãy mấy đứa về mà sao ra đây nữa rồi? Chắc ra đây quay clip cái gì? Hay trên tay mấy đứa cầm xô với Lan kìa. Chứ gì nữa, anh Vinh dựng hai cái lều kế bên chỗ mình đậu xe luôn kìa. Chắc ăn là quay clip bắt dế rồi. Coi bộ bé heo đã bị tao thuần phục rồi. Sao mày biết? Thường thường mấy cặp đôi là họ mặc đồ giống nhau đúng không? Rồi liên quan gì tới mày? Mày nhìn cái áo của bé heo kìa. Bé heo mặc áo màu cam, còn mày mặc áo màu vàng, liên quan gì? Mày đừng có ép tao nha. Giờ đủ cam chưa? Mày có cần thiết chơi khô máu như vậy không? Tao mà bệnh là tại hai thằng bay đó. Thôi, hai thằng bay đây đi, tao lại bắt dế với bé heo à. Ê, đi đâu? Ê, đi đâu? Làm cái gì? Buông tao ra. Buông tao ra để tao bắt dế với bé heo. Tụi tao nè.
Quỷ thần ơi, trời nắng như vậy mà đi ra động bắt dế, người ngoài nhìn vô không biết, người ta nói mấy da mình bị tửng lên hùng. Đi quay phim ngoài nắng kiểu này sao mà trắng nổi đây? Vậy là trắng chưa? Vậy là trắng dữ chưa hắn bánh bèo Campuchia? Ban ngày con dế trong hang mình mới bắt nó được, còn ban đêm nó ra ngoài kiếm ăn, với lại nó gáy cho tìm con máy. Ê Hùng, một hồi là kiếm mấy con dế nằm màu đen đen á, giống với con của đại hồi sáng á. Đừng có kiếm mấy con dế lửa nữa, mới đá được có vài cái là chạy trốn tiêu rồi. Không phải đâu, tùy con, có con bự, con nhỏ, con mạnh, con yếu. Chàm nói á, là mấy con dế lửa, nó đá mạnh hơn mấy con dế đen luôn á. Thôi đi bắt nè, đứng nó hoài hồi không có con dế mà đá đó, đi. Dạ. Mày che như vậy sao tao thấy đường đi. Cầm cao cao lên cô tiên, cầm hết quá cái vũ đèn đầu chị nè. Em cầm cao dữ lắm rồi đó, mà tại chị cao quá che cái vũ hú tới. Được cái vũ đây chị cầm cho. Đó, thấy mát chưa? Chị Thảo ơi, cho em kem miếng vũ ơi, nắng quá chịu không nổi. Mày đắp bao nhiêu kem chống nắng lên mặt chưa đủ hay gì? Giờ dành vũ hai chị em chị nữa. Trời, kem chống nắng nó có xíu à, em sức mới được có cái mặt, còn nguyên cổ chưa sức nữa nè. Phải rồi, anh xài kem chống nắng kiểu đó, có mua mùa thùng á, chứ xài chai sao đổ. Ủa đại, con đi bắt dế đem heo há này làm gì á? Trời ơi, thường người ta bắt dế là sẽ có hai cách. Cái cách thứ nhất á, là mình sẽ lấy cây len nè, đào vô cái hang của mấy con dế rồi bắt ra. Còn cái cách thứ hai á, đổ nước vô mấy cái hang của con dế, đợi nó ngọt, xong rồi bắt bó ly. Lần này em nói luôn nghe, em sẽ là tổ trưởng của nhóm này. Hai người cứ nghe lại em đi, chắc chắn mình sẽ bắt được nhiều dế. Ủa Tiên, con đi bắt dế đem ba lô làm gì? Anh đại kêu em đó, trong đây có sữa cun nè, ly đựng dế, còn dụng cụ bắt dế nữa. Ngoài đây kiếm nè Phương. Dạ, kiếm vòng vòng đây nè. Kiếm chỗ kỹ á nghe. Coi có hàng dế không? Ở bển có không Phương? Không không anh Hùng ơi. Rồi, kiếm chị Heo ơi. Kiếm cho kỹ kỹ nha. Đúng rồi. Ê Phương ơi, bên đây có hàng dế nè, qua đây lên Phương ơi. Đó đó đó. Qua đây. Nè. Đào lên, đào lên. Chưa. Từ từ nha. Rồi, xoay lên đi. Rồi, ok. Sao có hàng dế mà không có dế là sao? Sao nữa coi. Đây, để em bắt lên cho. Rồi, con dế kìa, bắt luôn ơi. Rồi, để vô hộp đi. Để vô nè, đó. Rồi, bọc lại. Ủa, cũng thúc ra đâu rồi? Nè bánh bèo, máng cộng hung vô cổ tay rồi quên rồi đi kiếm. Chích mấy mũi con dít tình nó nghe coi. Ba mũi rồi. Trời ơi, hỏi không trả lời nữa. Máng vô lẹ coi. Máng vô đi chị Heo. Vô. Rồi kiếm tiếp đi. Rồi đi kiếm tiếp. Nhìn về tiếng dế trong này các bạn ơi. Trong này có dế nè. Trời dế là bà con. Mày đâu rồi? Bước rồi đây. Cái hàng của mày đây chứ gì? Ê, đây một con nè. Trời ơi. Đi dưới. Ôi. Trời ơi. Con này gì đứng yên chỗ. Đây các bạn ơi. Đó. Được một con nè. Con thứ ba trong ngày. Tập tiếp rồi. Nào. Cái gì? Mày kêu tao hả? Đập mày giờ á. Thôi lẹ lẹ đi. Cái gì? Có dế hả? Ai? Tao thấy Hoàng á, càng ngày càng lý trong tình yêu, làm việc không có tập trung gì hết. Tao nóng đâu mấy bữa nay rồi đó. Tao với mày dứt nữa không? Thôi, trong tim anh Vinh không có cho quýnh lộn đâu. Mày đừng có làm cơ khơi liên lỉ tới tao nha. Ai nói với mày tao quýnh lộn? Lại nè. Cái gì bí mật với mày? Nhỏ thôi. Chỗ này đi, chỗ này được này không ơi. Anh còn rồi. Ê, nhưng mà một mình mày lo ổn không? Một mình tao là được rồi. Hai thằng là nó nghi đó. Mày cầm mấy zoom, mày zoom sát lại cái mặt nó cho tao. Ok. Dạng cái nè. Chuyến này mày xong với tao quản rồi. Làm gì không tập trung mới con. 10 gái nè, xong mày rồi. Lỡ vô mày, lỡ rồi nè. Ở đâu? Đó, tao úp sẵn cái xô lên nè. Sao mày không bắt con đi, úp cái xô lên làm gì? Cái hang này nhiều lắm, một mình tao bắt sao kịp. Bây giờ tao dở cái xô ra là tao mày bãi vô chụp liền nha. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị nha. Thôi, 1, 2,
Ba chụp. Mày chơi cái gì vậy mày? Mày đứng dậy vô tao. Kiếm cái gì Hảo ơi? Rồi, đi qua đây nè. Cái hang này không có hang nữa chứ. Sao mà ra khó kiếm như vậy? Ôi anh Đại ơi, ở đây có cái hang nè. Đâu? Ở đây có cái hang kìa. Để em đào anh chị Hảo. Đào sâu sâu vô. Rồi ok vậy. Nghe đây đúng không? Lên. Mày đâu rồi dế ra đây. Ủa sao không thấy gì trơn vậy? Rồi không có gì chị ơi. Ôi anh Đại, có cái hang này nữa nè. Đâu? Nè. Để lần này phải đào kỹ mới được. Kỹ không mới được nha. Có không trời? Đúng rồi. Tôi vòng vòng á chị heo ơi. Nhẹ thôi. Bên đây nữa nè. Rồi rồi được rồi đó chị heo ơi. Rồi bưng lên đi. Rồi đó bưng lên đi. Rồi. Bưng lên đi anh Hùng. Quá rồi bà. Bự sâu thêm miếng nữa đi. Thấy chưa thấy chưa thấy chưa. Chưa. Bự thêm tí nữa. Nó sâu sâu dữ á. Này nè này kìa. Chưa thấy nè Phương ơi. Trời trốn sâu dữ hả? Ê ê ê. Chị Heo. Đây đây đây. Rồi để vô ly nè chị Heo. Rồi chùm lại. Rồi băng dây thun này đây. Đây. Rồi đào đúng không đi. Rồi đi 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 đi. Một đất kìa, vô coi thấy thì có không? Ừ. Anh có cái con nghe cái gì? Đợi đợi, đợi nữa rồi. Có không mày? Không. Ờ, chứ không có đó mày ơi. Không có luôn mày. Đào sâu quá trời luôn. Xuống đây ngồi nghỉ mệt, hồi đi bê. Vậy đi, tao cũng mệt quá trời. Trời trời đó mà. Nãy giờ em bắt được nhiêu con dế rồi Quang? Được hai con nè mày, với lại mấy con trong ba lô nữa. Cũng nhiều quá. Không biết nghỉ lễ này các bạn có đi đâu chơi không? Chứ tim mình là tập hợp lại bắt dế về nhà chó đá nhau nè. Đúng rồi đó, mấy bạn mà ở trên thành thị này nọ nghỉ lỡ như vậy nè thì ra công viên chơi, còn như quê tụi mình nè đi bắt dế vậy thôi là thấy vui đó. Quang, sẵn lấy cho tao hộp sô cô la lúa mạch luôn đi mày. Rồi uống sữa xong đưa thẻ tao đó, đang kiếm thêm 36 thẻ để đổi cái ba lô nữa nè. Uống gì uống sữa hoài với mày. Kẹt quá mày ơi. Bữa nay vận động nhiều dữ lắm rồi. Bắt dế thôi mà hoạt động có nhiêu đâu mày làm dữ vậy. Thánh Thần ơi, chạy đi bắt dế ngoài nắng cả ngày vậy mà chưa gọi là vận động hả mày? Ê, nay mấy đứa bắt được nhiều dế không? Nhiều lắm chị ơi, 7 con nè. Ba lô cũng còn 6 con nữa chị. Chị nhiều quá. Gào, gào. À đúng rồi, mà không biết lễ này các bạn có đi du lịch không ha? Còn team tụi mình tranh thủ ở nhà quay clip góp lên cho bạn xem nè. Đúng rồi. Trời ơi, tao bắt được 4 con dế nè, đội mày bắt được mấy con? Trời ơi, tao bắt được đầy cái ba lô nè với lại mấy con ngoài nữa. Trời ơi. Nhiều dữ hả? Biết chừng nào được cái xe này trời. Thì bà uống sữa cool đi, trong mỗi lớp sữa cool có tấm thẻ đó, săn thẻ đặc biệt là đổi được rồi. Rồi đi qua bên đây nè, mấy con trong ba lô nữa. Trời ơi, lấy ba lô khoảng bao nhiêu?
Cỡ mười mấy con à? Mười mấy con là nhóm này ok nè. Còn nhóm này dạ, bốn con. Bốn con ok luôn. Đợi em bắt được hai con. Ba đứa bắt một ngày mà có hai con à? Dạ. Đứa nào lấy dế, đứa nào nhịn? Dạ em cho hai người này, tại nhà em có rồi. Rồi còn nhóm này dạ, bốn con. Bốn con, ba đứa được bốn con. Vậy ông mấy ta chia con cho qua bên này đi. Rồi xong. Ôi quên nữa, ngày hôm nay bắt giấy vui không? Dạ vui. Vui anh khỉ, anh ngồi trong liệu edit không mà được cũng chết rồi. Mấy bay sợ sợ, quay phim sợ đó các bạn. Chứ ra mệt lắm nha. Thôi tối rồi, tranh thủ đi về đi. Nguyên ngày hôm nay trong lúc team Tony đi bắt giấy á, là mình ngồi trong liệu cắt clip nha các bạn. Để tranh thủ lễ này nè, có video mới cho mọi người coi. Thì mọi người hãy ủng hộ team mình bằng cái cách đó là bấm đăng ký kênh, like và bật chuông thông báo nha các bạn. Giờ dọn dẹp đi về mọi người ơi. Quên á, chưa có con chuột nữa trời.